chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một số thị Kawasaki ZX-1R 2020 sắp về Việt Nam có mức giá dự kiến hơn 570 triệu Việt Nam đồng. Cái phiên bản năm 2010 của Kawasaki Ninja ZX-1R chuẩn bị cập bến Việt Nam và sẽ được bán chính hãng với một mức giá dự kiến hơn là 570 triệu Việt Nam đồng. Theo thông tin chính thức từ Kawasaki Việt Nam tiết lộ, cái phiên bản năm 2010 của cái chiếc Ninja ZX-1R của hình KST dự kiến sẽ được đem về và giao vào đầu năm sau. So phiên bản trước đây thì Ninja ZX-1R 2020 được thay đổi cái tem mới, trong khi vẫn có thêm một vài họa tiết hoàn toàn mới trên phiên bản KST hay biết tắt là Kawasaki Racing Team, dưới dạng là cái lưới tổ ong kết hợp biểu tượng ZX-1R với cái màu vàng chạy dọc theo thân xe. Cái màu sắc chủ đạo vẫn lựa chọn cái gam màu xanh cớm đặc trưng của Kawasaki từ chiếc này, đặc biệt là ở phiên bản đường đua. Bên cạnh đó, những tính năng công nghệ trên phiên bản này cũng khác biệt với hàng loạt những hệ thống hoàn toàn mới của Kawasaki như Lane Control Mode, Intelligent Anti-Lock Braking System, Scanner Management Function, Box Kawasaki Traction Control và Kawasaki Quick Shifter. Hệ thống truyền động cũng được cải tiến kết hợp cùng chiếc Quick Shifter, chỉ hỗ trợ lên số một phần, cũng giúp chiếc xe có khả năng sang số nhanh hơn. Hệ thống keo điện với cái phục Showa, hệ thống phanh Rainbow với kẹp phanh M50 cũng được nâng cấp đi cùng chiếc phanh đĩa với đường kính là 330mm. Với cặp mâm 17 inch đi cùng với lớp Kriston NS10 với kích thước 120x70 cho phía trước, 190x55 cho cái lớp sau. Xe vẫn có một cái chiều dịch cơ sở 1440mm, cái chiều cao yên đạt ở mức là 835mm và một trọng lượng tổng thể là 206kg. Bên xăng thì có một dung tích là 17 lít. Trong khi đó, các thông số kỹ thuật của phần động cơ và các chi tiết thiết kế trên xe thì vẫn được giữ nguyên. Ninja ZX-1R 2020 tiếp tục ứng dụng cho mình có động cơ DOC dung tích là 998 phân khối, 4 xăng nắng hạn, làm mát bằng dung dịch. Xe có một công suất đa lên tới là 207 mã lực, tại vòng tua máy là 13.000 vòng trên phút, mô men xăng cực đại 113,5 m², tại vòng tua là 11.500 vòng trên phút. Đi cùng với đó là hộp số 6 cấp. Ngoài ra, sẽ còn được tích hợp thêm hệ thống chống trượt Sport Kawasaki với 5 chế độ hoạt động khác nhau. Hệ thống kiểm soát phanh động cơ thông minh của Kawasaki, viết tắt là KIBS, phần xuất hiện trên các phiên bản là H2 EEA. Tại thị trường Việt Nam thì Kawasaki Ninja ZX-1R phiên bản năm 2008 đang được phân phối chính hãng với mức giá gần 550 triệu Việt Nam đồng. Cái mẫu xe này chính thức đã hữu nặng ký của những dòng như là BMW S1000 ER, Honda Super R1000 ER, Yamaha EZR1 và Ducati Barnsley V4. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và tiếp nhớ like, subscribe.